Xin chào tất cả các em, chúng anh em đang là cặp xào 9m, xào dặn khẩu dê cho khách về để hái cao à, Những cái khách này chủ yếu tập trung ở khu vực uh, miền Trung và miền Bắc Như cây này của khách ở Trà Sơn, Quảng Nam này, tất cả cái này Đây là cũng là một cây 9m và cái khách này ở Đình Hóa, Thái Nguyên Cũng là một cây 9m, 9m loại vặn ốc khẩu dê như thế này đối với loại dàn ốc cổ dê như thế này thì độ bền của nó cực kỳ cao như tất cả cái này cũng như là độ chắc chắn độ chống rung lắc của nó cũng cao hơn so với loại cái xài ngàm phá trong đối với xào ngàm phá trong á, anh em dặn trái dặn phải thì nó phá nhưng mà khi anh em lắc lắc nhiều rung lắc nhiều thì nó sẽ tự động tụt cái ngàm tụt xuống còn đối với loại cổ dê này thì khi anh em phá chắc là như thế này thì coi như là chết ở đâu luôn không có xây trở không có gì nữa hết nó là chắc chắn nha tất cả cái này đó cho nên anh em tận dụng cái ưu thế này để đem nó để hai cao hai dừa một cái xào như thế này cân nặng nó tầm khoảng 2 kg nha tất cả cái này nó sẽ có 6 lóng và thu gọn lại tầm khoảng 1 nha.